Thưa quý vị và các bạn, cùng với không khí khởi động đầu xuân Giáp Thìn 2024 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, sáng nay ngày 15 tháng 2 nhằm mùng 6 Tết, Quỹ tín dụng Mỹ Hòa tổ chức chương trình Xuân yêu thương, khai trương hái lộc đầu xuân, thay đồ cho chữ đầu năm mới. Ngay sau nghi thức cúng khai trương đầu năm mới Giáp Thìn 2024 tại hội sở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, đã có rất đông lượt khách hàng đến thực hiện các giao dịch gửi tiền lấy lãi suất. Bởi theo nhiều khách hàng, ngày khai trương đầu năm khi thực hiện các giao dịch này sẽ đem đến nhiều tài lộc, sự may mắn và nhiều điều thuận lợi trong năm ròng. Ngày mùng 6 là cũng ngày tốt, Tết mùng 6. Quỹ tín dụng Mỹ Hòa có mời tôi đến đây, tôi cũng gửi lộc đầu năm, gửi tiền tiết kiệm. Và tôi đồng thời là bên quỹ tín dụng Mỹ Hòa có cho tôi hái lộc đầu năm. Tại vì mình gửi vô đây là rất là làm ăn được. Nhưng cái thứ nhất nữa là may mắn, thành công và phát triển lên. Để tri ân khách hàng nhân dịp xuân mới, chương trình Xuân yêu thương trong ngày khai trương đầu năm 2024 được Quỹ tín dụng Mỹ Hòa duy trì tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí xuân vui nhộn như hái lộc đầu xuân, thay đồ cho chữ, nhận ngay quà tặng. Trong đó, hoạt động thay đồ cho chữ, nhận ngay quà tặng đã trở thành hình ảnh khai xuân truyền thống, thể hiện Tết Việt của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa thực hiện xuyên suốt 8 năm qua. Đây là hoạt động tri ân khách hàng mang ý nghĩa đặc biệt, được các khách hàng rất yêu thích và không quên chọn cho mình một nét chữ đặc trưng ngày xuân. Bên cạnh các hoạt động tạo điểm nhấn trong ngày khai trương, năm nay, Quỹ tín dụng Mỹ Hòa tiếp tục duy trì không gian xanh cho khách hàng trải nghiệm không khí xuân qua hoạt động gánh hàng rong. Tại đây, khách hàng được phục vụ miễn phí các món ăn dân gian khi đến giao dịch ngày khai trương. Trong khung cảnh sân vườn của Quỹ tín dụng Mỹ Hòa là tôi thích nhất là chỗ cái cảnh vẽ thi pháp. Mỗi năm là tôi vô xin một chữ đó thi pháp về để trưng trong nhà vào dịp Tết. Đó thường ngày cũng vậy. Đó. Tôi rất thích chữ thi pháp. Đó cũng là một cái chữ cổ truyền của dân tộc mình. Đó, rất đẹp. Rất có ý nghĩa. Mà nhân dịp năm mới, nhân dịp khai trương thì Quỹ tín dụng Mỹ Hòa lại tiếp tục giữ vững cái truyền thống tốt đẹp, đó là truyền thống thầy đồ cho chữ. Thì chương trình này Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đã thực hiện được 8 năm xuyên suốt. Và bên cạnh cái chương trình thầy đồ cho chữ thì Quỹ tín dụng Mỹ Hòa lại phục vụ cho quý khách hàng, đó là những người đã hỗ trợ trong suốt 26 năm hoạt động của Quỹ tín dụng bằng những cái gánh hàng rong trên 50 món ăn dân gian. Cái mục đích cuối cùng là để làm sao cho khách hàng cảm thấy đến Quỹ tín dụng Mỹ Hòa như là đến một mái nhà và an tâm để đến giao dịch cùng với Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Năm 2023, thực hiện thông tư 21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ tín dụng Mỹ Hòa đã thu hẹp lại địa bàn hoạt động. Mặc dù chỉ còn phục vụ tại ba địa phương là xã Mỹ Khánh, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên và xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, nhưng đối với sự điều hành linh hoạt của ban giám đốc cùng sự đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, nhân viên. Trong năm 2023, Quỹ tín dụng Mỹ Hòa vẫn ổn định hoạt động, thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm 2023, thì Quỹ tín dụng Mỹ Hòa thực hiện triệt để về vấn đề mà thu gom theo thông tư 21. Và trong năm 2024, thì Quỹ tín dụng Mỹ Hòa sẽ thực hiện theo 8 chữ, đó là dấn thân, thích nghi, đổi mới và phát triển. Để làm sao trong năm 2024 Quỹ tín dụng Mỹ Hòa tiếp tục phát triển để dựa trên cái sự tin tưởng và của khách hàng đã tin tưởng nơi Quỹ tín dụng Mỹ Hòa. Với phương châm hoạt động dấn thân, thích nghi, đổi mới, phát triển, năm 2024 Quỹ tín dụng Mỹ Hòa tiếp tục thực hiện mục tiêu đem đến những cơ hội vay vốn tiết kiệm, giúp nhiều người dân chăn nuôi sản xuất hiệu quả, hạn chế cho vay nặng lãi ở địa phương. Trong đó, mở rộng đầu tư cho vay các dự án có hiệu quả ổn định, mô hình chuyển đổi kinh tế, cơ cấu cây trồng phù hợp chủ trương của địa phương, hỗ trợ đầu tư nguồn vốn ưu đãi cho các lĩnh vực ngành nghề truyền thống.